Lớp MV xin chào quý khách. Hôm nay Khang Phạm sẽ giới thiệu tới quý khách một bộ sản phẩm Thunder RB51 đến từ thương hiệu Lớp MV. Mời quý khách cùng Khang mở hộp sản phẩm xem có gì nhé. Bộ sản phẩm của chúng ta gồm có một lượt định hình 3mm đến 6mm, một lượt định hình từ 9 đến 12mm. Như vậy chúng ta có tổng cộng 2 lượt định hình. Một bông chấm phấn, một cọ làm vệ sinh, một chai dầu bôi trơn lưỡi dao, một cáp sạc USB, một khăn tràn cổ ở dưới hộp. Và cuối cùng là sản phẩm chính của chúng ta, Thunder RB51 với thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm. Máy có công suất 5W, điện áp 3.2V. Máy được sử dụng pin sạc lithium cao cấp, dung lượng pin 600mAh, thời gian sử dụng lên tới 1 giờ. Vỏ ngoài của Thunder RB51 được làm bằng nhựa ABS cao cấp. Lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ. Thunder có chức năng hút tóc tự động. Tóc sau khi hớt được hút vào bên trong máy. Khoang chứa tóc lớn có thể hút hết tóc được cắt vào máy. Và sau đây Khang Phạm xin hướng dẫn cách lắp đặt Thunder RB51. Bước 1, đặt khớp nối của một bên lượt vào khe ở bên cạnh thân máy. Bước 2, nhấn khớp nối còn lại vào khe cho đến khi nghe tiếng tắt. Để tháo hoặc thay lượt định hình, chúng ta chỉ cần đẩy lượt về một phía. Và sau đây Khang Phạm xin được hướng dẫn sử dụng Thunder RB51. Để sử dụng, chúng ta chỉ cần ấn vào nút nguồn ở thân máy, máy sẽ khởi động. Tàu cắt và quạt hút sẽ khởi động cùng một lúc. Nhấn nút nguồn thêm một lần nữa để tắt chức năng hút tóc. Nhấn thêm lần nữa để tắt máy. Như vậy Khang Phạm vừa giới thiệu tới quý khách sản phẩm Thunder RB51 đến từ thương hiệu Lớp Baby với thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách vui lòng gọi tới số 1900 888 635 để được chuyên viên Lớp Baby tư vấn, hoặc truy cập website www.lớpvn.com.